Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về cái đề tài rất là hot ngày hôm nay. Có rất nhiều nguồn tin nói rằng là đồng tiền đô la sẽ mất giá, và cũng có rất nhiều nguồn tin trái chiều nói rằng Bitcoin sẽ lên tới 100, 200 ngàn đô. Thì tất cả những điều này còn dựa vào cái nền chính trị của các nước và còn dựa vào Central Bank của một trong những nước tư bản lớn trên thế giới như Mỹ, và nước cộng sản lớn như là Trung Quốc, như là Anh Quốc và một số nước khác như Đức, Thụy Điển và một số các nước mà có nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, Nhật Bản. Thì hôm nay mình chỉ đưa cái thông tin tổng hợp được từ các nguồn tin khác nhau. Thì mình chỉ nói về cái đề tài là 5 lý do là quý vị có nên đầu tư vào Bitcoin hay không. Nói một cách khác là bạn có nên đầu tư vào Bitcoin trong năm 2021 hay không? Bạn sẽ có câu trả lời ngay sau khi xem hết video này để các bạn hiểu được là mình có nên hay không. Thì đây là một nguồn tin từ tất cả các sự tổng hợp của những cái tin tức chính thống của Mỹ cũng như một số nước, thì mình chỉ đưa ra những cái giới đầu tư và người ta cho lời khuyên mà thôi. Còn tất cả những cái điều mà hôm nay Kevin chia sẻ với tất cả anh chị em chỉ mang mục đích thông tin chứ không có khuyến khích hoặc là kêu gọi anh chị em đầu tư bất cứ cái gì. Tất cả chỉ nhằm mục đích thông tin và đưa một cái thông tin chính thống cho tất cả anh chị em. Vào năm 2017 thì Bitcoin đã có một năm nổi bật với thị trường tăng giá và các nhà đầu tư với mức lợi nhuận là 1.350%, và nó cũng đạt cái mức cao nhất của mọi thời đại, đó là được 20.000 đô la. Thì trong cái thời điểm đó, nó giống như những cái người mà đang ôn Bitcoin đó, họ giống như là một cái món quà cho cái mùa Giáng sinh, và cũng giống như là những người ở Á Đông của chúng ta, đó là món quà cho những người suốt những năm dòng đã ôm Bitcoin và đã đạt tới kỷ lục là 20.000 đô la vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, cái bối cảnh đó đến bây giờ rất là khác nhau. Sau khi 2018 thì Bitcoin sau có một năm tiếp theo sau Tết Nguyên Đán của Việt Nam và Trung Quốc thì đến 2018 đã mất đi 70% giá trị và nó xuống còn 40%. Và đến ngày mùng 1 tháng 1 2018 thì nó xuống dưới 4.000 đô vào cuối năm. Thì thật sự đó, đó là những cái con số mà mình cảm thấy rằng là đầu tư thị trường này nó cho mình cái giá trị cực lớn, nhưng nó cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều tiền bạc khi mà chúng ta đổ tiền vô trong cái lúc không đúng thời điểm, và cái lúc chúng ta mua không đúng thời điểm, và lúc chúng ta không bán đúng thời điểm. Thì đó là một cái điều mà xin chia buồn với tất cả anh chị em, những người đã mất tiền trong cái khoảng thời gian đó. Và trong cái khoảng thời gian này thì chính phủ Mỹ, Trung Quốc thì đang cấm Bitcoin để ra cái đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc. Và Mỹ thì cách đây một tuần trước là Fed đã có buổi họp trực tiếp với các nhà kinh tế của Mỹ và những cái người lập pháp nước Mỹ này, thì họ nói rằng một câu phát biểu như vậy và Bitcoin nó rớt xuống còn có 30.000, thậm chí có lúc xuống 20 mấy ngàn, 25, 26 ngàn. Thì nó rớt giá như vậy và mọi người đẩy lên sàn bán ầm 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 ầm. Lý do là Fed đã nói rằng họ sẽ ra cái đồng tiền digital bằng đô la để bảo toàn cái giá trị đồng tiền đô la. Thì đó là một cái nguồn tin mà khiến cho rất nhiều những người khác đã ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin. Vào đầu năm 2020, những nhà đầu tư vào Bitcoin bắt đầu một năm với tâm trạng lạc quan và khai thác Bitcoin, mong đợi được giảm một nửa số Bitcoin vào tháng 5 để tạo ra tia lửa cho một đợt tăng giá mới sau khi thị trường gấu kết thúc. Tuy nhiên, sau khi những cái vui mừng đó thì lại gặp cái dịch Covid-19. Với những cái kế hoạch
và như dội một gáo nước lạnh vào thị trường về một đợt tăng giá. Trong cái dịch Covid đó có những thời điểm xuống giá nhưng cũng có lúc giá tăng rất là mạnh trong thời gian đó. Và khi mà các nước in tiền, đổ tiền cho người dân thì người ta không có kênh đầu tư nào mà tối ưu hóa kiếm lợi nhuận nhiều hơn là thị trường Bitcoin và thị trường chứng khoán. Vào tháng 3, Bitcoin đã giảm xuống chỉ còn dưới 40.000 và đến bây giờ là 30.000, thậm chí có thể xuống hơn. Là cái mức Bitcoin lên tới 60.000 trong cái thời điểm Covid và cũng xuống cái mức 60.000 đó, nó giảm xuống còn 30.000 đến thời điểm này. Ngày hôm nay mình làm cái video này là Bitcoin đang giảm xuống 30.000. Vì bất chấp những phản ứng thất vọng nặng nề của tất cả các nhà đầu tư và phản ứng gây xôn xao của chính phủ từ Covid, thị trường tài chính đó và đang dần dần phục hồi, nhưng cũng không tránh được những cái chỉ số Dow Jones giảm và S&P 100 đã giảm. Và trong suốt thời gian này là thời gian mà các chính phủ các nước họ thấy cái đồng tiền nó mất giá quá lớn và họ đang suy nghĩ đến một vấn đề để cho Central Bank chấp nhận để mở ra một cái đồng tiền mới của đất nước của họ. Thì cái đồng Bitcoin nó gây ảnh hưởng rất là lớn trên thế giới trong suốt thời gian qua. Thì cái nguyên nhân thứ nhất là đầu tư Bitcoin hay không thì vẫn là một điều tranh cãi rất là lớn tại đây và cả thế giới đang tranh cãi. Và cái điều đặc biệt nhất của Bitcoin là số lượng nó có hạn, chỉ có 21 triệu thôi đồng coin. Và càng ngày cái sự đào coin nó càng khốc liệt hơn, càng khó hơn, cái thuật toán càng khó hơn và người ta muốn sở hữu chúng. Và có một nhà đầu tư rất là nổi tiếng như Kiyosaki đó, thì ông có viết cuốn sách Cha giàu cha nghèo đó. Thì ông có nói một điều rằng là Bitcoin đó, nó giống như một cái digital gold, giống như một cái vàng điện tử đó. Thì đối với ông là như vậy, nhưng đối với người khác thì chưa chắc. Thì cái này mình chỉ có chia sẻ thông tin cho anh chị em hiểu mà thôi. Và có rất nhiều quỹ đầu tư đã đổ tiền vào đây, nhưng cũng có rất nhiều người đã mất trắng, đã mất 50% tài sản của mình, có rất nhiều luôn. Và lý do đầu tiên ngày hôm nay Kevin muốn chia sẻ với chị em là Bitcoin đã được chấp nhận nhiều hơn, được nhiều người chấp nhận hơn. Và doanh số bán Bitcoin từ ứng dụng tiền mặt đã tăng lên 1,63 tỷ đô la với tổng lợi nhuận là 32 triệu đô la trong quý 3 năm 2020 và tăng 1.000% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của ứng dụng tiền mặt. PayPal cũng đã sử dụng hệ thống này và được các quỹ đầu tư bỏ tiền vô. Và cả người dùng đủ điều kiện ở Hoa Kỳ được phép mua bán và giữ Bitcoin và tiền kỹ thuật số một cách hợp pháp. Và có rất nhiều các kênh thanh toán, có rất nhiều các platform giúp cho người bán rau, bán cá, giúp cho người công nhân, giúp cho người làm đủ các ngành nghề có thể sở hữu được Bitcoin một cách dễ dàng, rất là dễ dàng cho mọi người. Thì khi Bitcoin ở cái mức tăng giá, cứ mỗi lần vượt mốc tăng giá khủng hoảng như vậy thì không khiến các nhà đầu tư, không khiến các sàn giao dịch trên thế giới này thấy đó là một món lợi, món kiếm tiền phí giao dịch quá lớn và họ đã đổ tiền vô các dự án, các platform để làm các sàn giao dịch để thu hút các nhà đầu tư bỏ tiền vô để họ đứng ở giữa, họ ăn tiền trung gian của cả hai bên. Thì một điều nữa là Bitcoin được tạo ra từ các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 và bí mật tung ra thị trường đã trong bối cảnh nền kinh tế sụp đổ, các gói cứu trợ của chính phủ với lòng tin của người dân đã mất đi. 10 năm sau, chúng ta chứng kiến một cuộc khủng hoảng tài chính mới với các gói cứu trợ tiếp theo, lãi suất thấp kỷ lục và nới lỏng các định lượng về mở rộng doanh nghiệp. Cả doanh nghiệp và cá nhân đều dần dần nhận thức được giá trị vốn hóa của Bitcoin. Paul Tudor Jones là một nhà giao dịch vĩ mô nổi tiếng vào năm 2020, tuyên bố rằng Bitcoin nhắc nhở ông về vai trò của vàng trong những năm 1970. Và COVID-19 là một loại virus độc nhất vô nhị trên toàn cầu đã gây ra những phản ứng chính sách có mặt không hay. Và Tudor Jones là một những nhà đầu tư lưu ý với tốc độ như vậy,
nó đã xảy ra ngay cả một người cực kỳ của cựu thị trưởng như tôi cũng không nói nên lời. Tổng số tiền trị giá toàn cầu là 3.900 tỷ đô la đã được tạo ra một cách bí ẩn bằng cách nới lỏng định lượng kể từ tháng 2. Chúng ta đang trải qua một thời kỳ đại lạm phát tiền tệ của GMI, một sự mở rộng đáng kinh ngạc. Điều này không giống bất cứ điều gì mà nền kinh tế toàn cầu từng chứng kiến, bất kỳ hình thức tiền tệ nào. Một cái câu trả lời lớn cho quý vị này. Satoshi Nakamoto, người ta là người được cho là sáng lập ra đồng tiền Bitcoin, được cho là người tạo ra thuật toán, tạo ra cái công nghệ này. Dường như đã tạo ra Bitcoin như một câu trả lời tiềm năng cho vấn đề này. Nhà phát triển có biệt danh của Bitcoin đã đăng trên một diễn đàn trực tuyến trên vào năm 2009. Ngay sau đây ông xuất hiện hoành tráng về Bitcoin. Vấn đề gốc rễ của tiền tệ thông thường tất cả là sự tin tưởng cần thiết để làm cho nó hoạt động. Ông nói cái điều quan trọng là phải tin tưởng vào ngân hàng trung ương để không phá giá tiền tệ. Nhưng lịch sử của tiền tệ fiat đã bao gồm việc lạm dụng sự tin tưởng đó để giữ vốn của chúng ta và di chuyển nó bằng điện tử. Chúng ta phải tin tưởng vào các ngân hàng, tuy nhiên họ cho vay trong làn sóng bong bóng tín dụng với một phần nhỏ dự trữ. Tương tự như vậy, vào tháng 5 năm 2020, thống đốc điều hành của Revision, Rao Powell, thực hiện với lỏng định lượng giai đoạn này được chuẩn cho các tài sản, trong đó Bitcoin là vàng, sẽ hoạt động tốt. Việc nới lỏng định lượng này rất lớn đối với tiền pháp định và những khoản tiền khó khăn nhất tự động sẽ thắt chặt về mặt định lượng. Bitcoin thắng bằng Bitcoin. Đây là một trong những cách thiết lập tuyệt vời nhất mà tôi từng chứng kiến trong bất kỳ loại tài sản nào. Kỹ thuật cơ bản và dòng vốn với hệ thống ống nước. Sự so sánh giữa nới lỏng định lượng của ngân hàng trung ương và nguồn cung tiền ngày càng mở rộng với việc thắt chặt định lượng của lửa thứ ba của Bitcoin là rõ ràng. Sự phong phú của các loại tiền fiat đang tăng lên theo cấp số nhân, trong khi câu chuyện về sự thiếu hụt của Bitcoin ngày càng có liên quan. Việc in tiền đã được thực hiện thông qua giá tài sản, một cổ phiếu, cổ phần và giá bất động sản đều được tăng lên những đỉnh cao không thể tưởng tượng được cái sự tự sự giảm giá của đồng tiền và cái sự trượt giá, cái tự gọi lạm phát tăng rất là cao. Việc phân bổ lại một chút từ các loại tiền tài sản sang Bitcoin dù chỉ 1% sẽ phản ánh dòng vốn chảy vào lớn hơn mức hóa trị của thị trường hiện tại của Bitcoin. Điều này tạo ra sự khan hiếm kỹ thuật, đặc biệt với điều kiện là thuật toán của Bitcoin có giới hạn mã hóa là 21 triệu đồng tiền. Không có cơ hội để tăng cung khi nhu cầu tăng lên. Khi quý vị có mua nhiều đi nữa cũng hết, 21 triệu là hết rồi, không còn đào thêm được nữa. Và nguồn cung cấp sẽ chỉ đến những người nắm giữ Bitcoin hiện tại, cho những ai đang nắm giữ bây giờ mà thôi. Là cái điều quý vị phải thấy là Bitcoin được nhiều người sở hữu nhiều hơn ngày hôm nay. Và được nhiều ứng dụng của các doanh nghiệp giữ nhiều hơn. Như là Coinbase, như là PayPal, như là BitPay sử dụng trong cái đồng tiền này. Nhiều hơn ngày hôm nay. Thì quý vị biết rằng là thị trường Bitcoin là một trong những thị trường nó vô cùng mạo hiểm, nhưng cũng là một trong những thị trường mà là một kho báu, là một cái cơ hội cho tất cả những ai muốn kiếm tiền nhanh trong cái thị trường này. Và đặc biệt là phải biết leverage, dùng cái phương pháp đòn bẩy để chúng ta có thể kiếm được đồng tiền trên cái đồng tiền này. Thì quý vị phải hết sức tỉnh táo và phải leverage cái tiền của chúng ta, là khi nào chúng ta cân bằng vốn hóa, khi nào chúng ta rút vốn và khi nào chúng ta mang cái vốn về và chúng ta dừng cuộc chơi, chúng ta thắng. Thì cái khối Bitcoin ấy, nó được đưa vào chuỗi khoảng 10 phút một lần giao dịch, cho người khai thác xác minh từng khối sẽ được kiếm phần thưởng khối sau đợt giảm một nửa thứ ba của tháng 5 20, khuyến khích khối đã giảm 12,5 Bitcoin mỗi xuống còn 6,25 Bitcoin cho mỗi khối. Các thợ mỏ khai thác trung bình là 144 khối mỗi ngày và 6,25 Bitcoin mới được tạo ra cho mỗi khối.
là 144 mà nhân với 6.25, tổng cộng là 900 Bitcoin mới được khai thác mỗi ngày. Với việc giới thiệu dịch vụ mới nhất của PayPal cho phép người mua và bán và giữ tiền điện tử trực tiếp từ tài khoản PayPal của họ, có vẻ như nhu cầu riêng từ PayPal sẽ vượt qua khả năng cung cấp Bitcoin mới hàng ngày. Nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của PayPal là Paxos như Panatra và Capital đã chỉ ra khi báo cáo tháng 2, 12 của họ. Thì khi mà tất cả các nhà đầu tư các sàn giao dịch họ luân chuyển và buôn bán thì họ muốn đưa các sàn giao dịch của họ lên trên cái thị trường Bitcoin. Đó. Và ai là người nắm giữ Bitcoin? Trong vòng 10 năm thì tôi đảm bảo một câu rằng quý vị, cái phần thắng chúng ta sẽ nhiều hơn. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có thất bại và không có nghĩa là cái đồng tiền Bitcoin này nó sẽ bị giảm giá. Nhưng suốt những từ năm đầu tiên, nếu mà Kevin nắm giữ từ năm đầu tiên cho đến bây giờ là 10 năm rồi. Trong cái khoảng thời gian này là 10 năm. Thì nếu như ai là người nắm giữ chỉ cần một ngàn Satoshi hoặc là 1 triệu Satoshi thôi, thì đến thời điểm này quý vị cũng rất là khá và kiếm rất nhiều tiền. Nhưng nếu như ai chúng ta cũng có thể biết trước điều đó, thì có lẽ rằng không có Kevin ngồi đây để chia sẻ cái kinh nghiệm này cho anh chị em. Và cũng không có ai chúng ta bị lỗ hết, bị mất tiền hết, đúng không? Ai chúng ta cũng thành công. Nhưng nếu biết trước như vậy. Và đó là lý do tại sao đến thời điểm này mình làm cái video này để nói với tất cả anh chị em rằng thị trường này là thị trường vô cùng khốc liệt. Nhưng nếu như quý vị biết đầu tư và biết cái lòng tham của mình, biết cầm lại lúc nào đó, biết cầm lại cái lòng tham của mình, thì quý vị sẽ thắng rất là lớn trong thị trường này. Và hiện tại bây giờ là mình cũng xin chia buồn với tất cả những anh chị em, những nhà đầu tư ở Việt Nam đang cái mùa dịch này, quý vị không thể làm được cái gì. Và quý vị có rất nhiều thời giờ, quý vị có thể xem tin tức, xem thời sự, có thể tìm hiểu thêm cái kênh của Kevin cũng như kênh của nhiều những cái channel khác, nhiều công ty về tài chính khác để mình có thể học hỏi thêm và giao lưu học hỏi lẫn nhau. Và ngay như chính bản thân mình cũng vậy, mình làm về lĩnh vực tài chính và cho Fur Group Investment tại Mỹ, nhưng mình cũng phải học rất là nhiều. Có những lúc mình cũng sai, có những lúc mình cũng thất vọng, có những lúc mình cũng lỗ mất tiền, nhưng sau tất cả những cái đó là gì? Mình phải đứng lên bằng đôi chân của mình. Mình phải học được cái gì sau cái thất bại đó và mình phải làm được cái gì cho mình. Sau mỗi lần như vậy mình học được cái gì đó để cái đó là cái kinh nghiệm hành trang của mình trong lĩnh vực đầu tư và hành trang của mình trong lĩnh vực để mình tư vấn cho những khách hàng của mình, của bên công ty của mình. Thì đó là những cái kinh nghiệm của Kevin trong suốt thời gian qua. Và mình chia sẻ cái video này là quý vị thấy ngày hôm nay là 10 năm. Thì Bitcoin đã tăng 9.429%. Đây là mình tính theo cái thời điểm là cái thời điểm trước tháng 2 năm 2018 và tháng 4 năm 2019. Và nếu mà thị trường vàng là 36%, thị trường vàng là 27%, 49%, 48%. Nếu mà so thị trường này đi, thì so với thị trường vàng với thị trường Bitcoin thì Bitcoin đã lớn hơn rất nhiều lần cái volume, cái phần lãi suất, lợi nhuận. 9.429%. Nhưng thị trường vàng sau 10 năm chỉ có 36% mà thôi. Còn S&P 500, S&P 500 của Mỹ, thì quý vị biết rằng tất cả những nhà đầu tư của Mỹ này, họ làm cái thị trường S&P này, những người làm giàu chân chính và những người làm giàu mà thật sự là mình nói là làm giàu một cách những người triệu phú đó thì họ làm giàu theo cái cách này. Bởi vì sao? Cái S&P 500 này đó, nó không bao giờ sập quý vị. Bởi vì tất cả S&P 500 này đó là nó chỉ có giảm thôi nhưng nó không có sập. Và nó cực kỳ an toàn. Nếu như cái thế giới này sập đấy, S&P 500 sập thật sự nó có khi nó cực khó, mình không phải nói là không sập nhưng nó cực kỳ khó. Bởi vì sao? Trong 500 công ty này là họ tuyển chọn 500 công ty đứng hàng đầu của nước Mỹ và thế giới, họ gom lại với nhau. Và quý vị đầu tư trong thị trường này là quý vị bỏ tiền vô 500 công ty này. Ví dụ như Apple 15%, ví dụ như Amazon là 20%, ví dụ như là ETF, ví dụ như là GMC, ví dụ như là QQQ, ví dụ nó giống như vậy đó, thì quý vị bỏ tiền cho mỗi thằng bao nhiêu phần trăm và công ty đó
nó sẽ lấy cái tiền của quý vị đầu tư trong cái hệ thống này này, và nó trả, giả sử như bây giờ nó lời 15%, nó trả lại cho quý vị thấp nhất là 3% và lời cao nhất là 13% đến 15% đó, nếu như công ty lời hơn. Thì quý vị phải hiểu, nếu công ty mời 49% thì nó sẽ trả cho quý vị cái mức là 15% đến 18%, tùy theo cái gói quý vị đầu tư hoặc tùy theo cái sản phẩm quý vị mua. Thì người giàu ở Mỹ, mà người giàu thật sự giàu đó, là người ta đi cái way này. Đấy là mình nói nhá, theo cái sách vở và theo về kinh tế học, người ta đi theo cái hướng này là S&P 500 và 100 công ty quy trên sàn Nasdaq. Và cái dầu thứ hai là của những nhà đầu tư, họ chia phân bố cái dầu thứ hai của những người triệu phú, giàu bằng cái vàng này này, họ cũng rất là giàu, triệu phú ở đi cách này, hai cách này. Cách này là cách mà tối ưu nhất, và cách thứ hai là vàng, là cách thứ nhì nhá. Và cái cách thứ ba của những nhà đầu tư triệu phú đó thì họ cũng đầu tư trong thị trường này luôn, nhưng mà cái số đầu tư trong thị trường này ấy, là nó là các tổ chức tài chính tài phiệt đó, nó gọi tài phiệt đó. Nhưng cái này á, nếu mà để nói về người bình thường á, những cái người mà middle class, những người có tiền á, thì cái way này họ không có đi nhiều, họ có đi nhưng mà thật sự họ không có đi cái này nhiều quý vị nhá. Nhưng cái S&P 500 này ấy, là những nhà đầu tư làm giàu của Mỹ họ đi cái way này này, bởi vì cái way này ấy, là nó chắc ăn an toàn, chắc ăn an toàn. Và cái vàng này là cái thứ hai của những nhà đầu tư triệu phú, và cái Bitcoin này ấy, là đầu cái cách này ấy, là đầu tư của một số triệu phú tài phiệt có. Nhưng cái Bitcoin này đấy là dành cho những cái thị trường mà người bình thường cũng có thể tham gia được, người ta mua đủ các kiểu hết trên sàn giao dịch, cái tiền điện tử họ mua đủ các giá khác nhau hết. Thế nên là cái này đó là dễ bị thao tóm lắm quý vị nhé. Còn cái này ấy, là đứng đằng sau là có backup bởi tổ chức Fed, là Federal Reserve của Mỹ, backup đằng sau. Và cái này là cái way mà người Mỹ người ta đi làm giàu bằng cách này. Cách thứ hai là vàng, và thứ ba người ta mới ưu tiên Bitcoin mà thôi nhé. Nên mình chia sẻ đây chỉ nhằm mục đích cái thông tin để cho anh chị hiểu được là cái gì an toàn và cái gì mạo hiểm. Thì cái này nó gọi là high risk high return này, nó giàu rất là nhanh nhưng mà nó cũng có thể bay rất là bốc hơi rất là nhanh, trong vòng 1 2 ngày có thể quý vị bay 15 20 ngàn là easy. Nên cái này là những cái mà mình chia sẻ với anh chị em để cho mình hiểu được rằng là mỗi cái nó có cái hay riêng, tùy theo túi tiền của chúng ta và tùy theo những nhà đầu tư của chúng ta, cái gan cái máu đến đâu và cái hiểu biết chúng ta tới đâu. Thì mình chia sẻ cái này để cho anh chị em hiểu được rằng là thị trường tài chính nó luôn luôn khốc liệt, nó và luôn luôn xảy ra, thế giới nó luôn luôn có sự thay đổi hết, tiền bạc chúng ta luôn luôn mất giá dù chúng ta tiêu hay không tiêu, dù là thế giới này nó không có xảy ra những hiện tượng lớn thì cái tiền của chúng ta vẫn bốc hơi như thường. Nên chúng ta phải biết cách leverage cái tiền của chúng ta và bỏ vào chỗ nào. Thì đây là những cái điều mà mình chia sẻ với anh chị em mang tính chất thông tin, và rất mong anh chị em ủng hộ kênh và làm việc cùng với Kevin nếu có thể được. Kevin cũng sẽ học hỏi cùng anh chị em, mình sẵn sàng. Có thể anh chị em là những người ở Việt Nam, có thể là những người ở Việt Nam sống ở bất cứ đâu trên thế giới này, nhưng nếu như mình thấy anh chị em có cái gì hay, mình sẽ học hỏi từ anh chị em, và mình có cái gì hay mình sẽ chia sẻ cùng anh chị em để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, để tạo ra một cộng đồng tích cực, để tạo ra những nhà đầu tư chuyên nghiệp, để tạo ra những cái người mà đầu tư các thị trường khác nhau, và mình phân bố cái dòng tiền của chúng ta chảy đi khắp nơi, để khi mà chúng ta có chuyện, để chúng ta có cái tiền thu về, và cái dòng tiền của chúng ta nó không bị ảnh hưởng bởi chính phủ, không bị ảnh hưởng bởi những cái nền chính trị khác nhau. Thì đó là cách mà chúng ta chuyển cái dòng vốn của chúng ta. Ví dụ như quý vị làm ăn ở Việt Nam mà gặp dịch bệnh thì quý vị phải có cửa làm ăn ở nước ngoài, để cái tiền ở nước ngoài làm ăn được, sinh lời của nó vẫn gửi về cho quý vị. Quý vị ở Mỹ mà quý vị gặp phải những cái vấn đề khó khăn trong business thì mình cũng có thể giúp quý vị, để làm sao quý vị có được cái business tốt, tối ưu hóa nhất, đầu tư ít nhất, để quý vị làm được cái business tốt nhất và cái số tiền rủi ro nó thấp nhất, và quý vị có được cái điều quý vị mong muốn, nhưng với điều kiện là phải được cái nhóm của mình coaching cho bạn và hướng dẫn cho bạn, có cái plan cho bạn đàng hoàng. Nó phải ngồi làm việc một cách serious, chứ mình không có làm việc với những người amateur và những người mà không có thật sự muốn thay đổi, không có thật sự muốn hiểu về thị trường tài chính và học về tài chính và muốn làm việc với mình trong lĩnh vực tài chính này. Thì đó là cái điều mà mình rất là trân quý tất cả anh chị em góp ý và đăng ký trên kênh YouTube của mình.
và chia sẻ cái hay cái tốt, và có những người thích và có những người không thích. Nhưng mình làm video này với cái mục đích chia sẻ thông tin, dù ai thích mình hay không thích mình cũng cảm ơn các bạn. Bởi vì tất cả những cái nguồn tin đó mình đọc, mình suy ngẫm, và có những lúc mình cũng sai chứ không phải lúc nào mình cũng đúng hết. Nhưng mình chỉ chia sẻ 5 cái điều này là quý vị nên mua hay không. Đó. Bitcoin đã được rất nhiều các nhà đầu tư, rất nhiều các quỹ, các tổ chức người ta mở ra đến thời điểm này. Nhưng mà về chính trị, Bitcoin và chính trị nó luôn luôn diễn ra. Thì đó là cái điều mà anh chị em phải để ý ngày hôm nay. Thì mình có review lại cái điều cho anh chị em biết rằng là cái điều thứ nhất là quý vị đầu tư Bitcoin. Là đầu tư Bitcoin là quý vị thấy cái điều đầu tiên đấy là Bitcoin được nhiều các nhà đầu tư đón nhận lắm. Như là vàng, như là SP 500 đó, nhưng nó khác nhau. Cái điều thứ hai đó là cái giá trị của Bitcoin đó, nó rất là lớn đến thời điểm này, nó rất là lớn. Nó không còn 400, 500 như 2016 mà nó lên tới mấy chục ngàn đô. Thì cái volume nó rất là lớn, và nó gây ảnh hưởng cho cái thị trường thế giới, tài chính thế giới. Nó gây ảnh hưởng chứ không phải sao, nó có ảnh hưởng chứ không phải sao. Và cái điều mà Bitcoin ấy, nó đã ra những cái ETF, quỹ đầu tư Bitcoin ETF là nó ra, chuẩn bị ra cái quỹ đầu tư ETF, họ đang họp và họ đã nghĩ ra cái đó. Và có nhiều những công ty họ đã ra những cái quỹ đầu tư để mua Bitcoin này, và họ bán những cái xe cho những cái nhà đầu tư khi mà chúng ta không biết đầu tư. Thì cái thứ ba nữa là trong suốt thời gian qua đấy, cái crypto, thị trường crypto đấy, là ở Wall Street ấy, là những nhà đầu tư của New York ấy, họ muốn biến cái thành phố New York thành cái trung tâm crypto và đã đầu tư vào Bitcoin, đã đầu tư vào Bitcoin. Cái điều thứ năm mình muốn chia sẻ với anh chị em đó là Bitcoin đó, trong vòng 5 năm qua là cái volume giá trị rất là cao, có đạt được những mốc trong lịch sử. Và luôn luôn Bitcoin nó là một thị trường ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến thị trường tài chính hiện tại, và được những nhà đầu tư như Coinbase, như PayPal, như Tesla đã mua. Và đây cũng là một cái, nói chung một hình thức mình gọi là có một chút gamble trong này cũng có. Thì quý vị phải hiểu được trong cái này, khi quý vị đầu tư Bitcoin nó có game bột chứ không phải không. Gọi là một cuộc canh bạc, cũng gọi là như vậy đi, có thể gọi là như vậy, bởi vì nó là thị trường decentralized, nó không ảnh hưởng bởi chính phủ, không ảnh hưởng bởi cái gì hết. Nhưng mà khi mà chính phủ chỉ cần cấm thôi là giá nó thay đổi, khi chỉ cần một cái lệnh nào đó của Federal Reserve thôi là giá nó sẽ xuống lên, quý vị cũng rất sức ảnh hưởng. Rồi, cảm ơn quý vị đã watching cái video này, và mình rất là appreciate cũng như rất là cảm ơn tất cả những người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình và chia sẻ kênh của mình cho nhiều người biết, để cho các bạn tránh được cái mất tiền và các bạn có thêm những người trong cuộc sống của các bạn có thể tư vấn, có thể nói chuyện, có thể chat chít, có thể chúng ta có thể làm những người bạn để chia sẻ những cái điều hay, những cái điều đẹp, để giúp cho chúng ta giảm được cái rủi ro trong đời sống về tiền bạc cũng như về tài chính cũng như business. Lần nữa xin chúc tất cả anh chị em một ngày phúc hạnh và bình an. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều trong suốt thời gian qua. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.